Tao có vòng bự vậy, có nguyên cái đùi heo luôn. Không đây anh. Ừ, mà có nguyên cái đùi bò luôn. Tôi có bác nè, có thịt bò tái nè, hành, ngò, giá. Không ăn thịt đi. Đổ nước lên thịt đi, chùm cái cho nằm hết. Cứ đổ nước lên thịt cho nó tái á. Cho nó tái chín á. Thịt thôi, đổ nước lên thịt thôi. Cho đùi bò nè. Cục xương vô. Thấy tô của nó đi chưa? Thấy tô của nó đi chưa? Thấy tô của nó đi bự chưa? Thấy tô của nó đi bự không? Thì mới ngon. Cục xương nó bự. Trời ơi, con mặt chó đó kìa. Con mặt chó. Mình đi mommy follow for one. Wait, ok. Không chưa mời đó. Nó nó tao nói dân ăn phở chuyên nghiệp là phải móc trong cái tủy của cục xương này ra nè, thấy không? Trong cục xương nó có cái tủy nè, móc cái tủy này ra nè, nó cái này nó thơm mùi phở, rồi bỏ vô trong cái nước phở quậy lên đây nữa nè. Trong này nó béo, làm cho cái nước nó béo, phở nó thơm mùi phở. Tủy ở trong cái cục xương này ra nè. Xong cái nước trong cái tủy ra. Vì cái nước phở mình nó mới béo. Cái này cục xương này ngon. Làm kiểu này chó nó ghét. Ngon. Chó như này không? Ngon của thịt đó không? Nhấp nhấp cái miệng. Thơm, thấy không? Thơm, thấy không?